Chào anh em, hôm nay lại lên cho anh em một cái video clip về cái chuyện là truyền thông đã ảnh hưởng đến cái ngành lan của chúng ta như thế nào các bạn nhé. Đây là Facebook của một bạn là Trần Dương Thiện. Cho cái sự phát triển thì có thể đến 50 ki, 60 ki một năm. Xin báo cáo mọi người thế này là 1 ki mà 1 sen có thể kích lên đến 50-60 ki một năm thì tôi chưa thấy một cái chuyên gia nào nói như vậy các bạn nhé. Đấy, cho nên là việc ông là giáo sư tiến sĩ hay là chuyên gia về cây cảnh hay là về thực vật gì đấy mà nói thì các bạn cũng chỉ nên tin một phần thôi các bạn nhé. Cho nên là chúng ta phải, khi chúng ta xem thông tin thì chúng ta cũng phải lọc thông tin. Cũng nói thẳng là trong cái giai đoạn này thì thực ra báo chí truyền thông người ta để ý đến cái ngành lan va rất là nhiều các bạn ạ. Và người ta thường gắn cho những người chơi lan, những người đầu tư lan một cái mỹ từ không thể hay hơn, đó là những cái đối tượng. Đối tượng mình chỉ liên tưởng đến những người mà làm những việc gọi là mờ ám, làm những việc phi pháp. Còn đối tượng chơi lan thì tôi cảm thấy là một cái từ này nó thiếu cái thiện cảm đối với anh em chơi lan các bạn ạ. Thiếu thiện cảm. Và nó thể hiện cái thái độ, tôi cho rằng thái độ kỳ thị đối với anh em chơi lan các bạn nhé. Có thể cái lương tâm của những người làm báo thì tôi không biết là như thế nào. Nhưng mà tôi khẳng định rằng có nhiều người không biết gì về lan vẫn chém gió về lan như đúng rồi nhé các bạn nhé. Ở đây tôi có chỉ ra một cái bài báo trên báo Dân Trí này. Hoa lan phi điệp đột biến 5 cánh trắng bảo duy. Đấy, 5 cánh trắng bảo duy. Cái mặt hoa này làm gì phải mặt hoa bảo duy, đúng không ạ? Mà báo Dân Trí hẳn hoi các bạn nhé. Tiếp theo là cái báo Tin Mới 24, nó lại đưa một cái tin đấy là hoa lan đột biến 5 cánh trắng hồng yên thủy. Đã gọi là hồng yên thủy lại còn đột biến 5 cánh trắng. Đấy, các bạn xem những người viết báo họ hiểu gì về lan không ạ? Đúng không ạ? Họ không hiểu gì về lan cho nên là họ viết. Thậm chí là tôi cho rằng những người viết để kiếm nhuận bút, chưa đặt cao cái lương tâm nghề nghiệp của những người làm báo các bạn nhé. Một vài dạo gần đây tầm khoảng 3-4 tuần gần đây thì sau cái vụ giao dịch phông bạt mấy trăm tỷ thì hôm trước lại có cái vụ là ôm 200 tỷ và đi trốn, đúng không ạ? Sau thì lại quay về để trình diện trước công an. Thì cũng phải nói thật với các bạn là cái ngành lan nó cũng ảnh hưởng ít nhiều, và nhiều anh em làm trong ngành báo, người ta nói là cái cơ quan ngôn luận thứ tư, khi mình đặt bút mình nói cái điều gì nó phải đúng, phải chính xác, đúng không ạ? Nhưng thường, tôi nghĩ rằng thường những người viết thế, người ta làm cho độc giả, tức là những người đọc, người xem có một cái nhìn nó phiến diện về những người chơi lan đột biến, cho rằng những người chơi lan đột biến là những người lừa đảo các bạn nhé. Những người lừa đảo mà có thể đi chuyên đi lừa người khác. Đấy. Nhưng thực tế nó không phải như vậy. Chúng ta không thể đánh đồng tất cả mọi thứ với nhau được. Người thì cũng có người xấu người tốt, đúng không các bạn? Chứ nói gì đến cái chuyện đầu tư về lan. Đầu tư về lan là ngành sinh lời nhiều nhất, cho nên là bất cứ cái ngành nào có mùi tiền đều có dấu hiệu, gọi là đều có những người lừa đảo, đều có những cái sự gọi là trái ngược.
những cái mặt trái của nó các bạn nhé. Cho nên là những người chơi lan chân chính, những người đầu tư lan có đạo đức thì lại bị độc giả, những người người ta hiểu nhầm thành những người không tốt, mà theo như cái cách định dạng méo mó của những nhà báo các bạn nhé. Đối với những người đấy thì cây lan với họ chẳng có một cái giá trị gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà người ta lại nghĩ ra đủ những cái thứ chuyện giật tít câu view về cái chuyện bán lan đột biến, rồi là bán sai cây, rồi ôm tiền bỏ chạy. Để suy ra tất cả những người làm lan đều như thế. Và kể cả cái truyền thông nó định hướng như thế, cho nên là rất nhiều những người, thậm chí là những người thân của tôi nhé, còn thi thoảng hỏi tôi là dạo này bán được cái gì chưa, hay là em có chơi lan đột biến không. Tôi bảo cái đấy thì các anh lên mạng mà tìm hiểu, chứ còn tôi chẳng có thời gian tôi đi giải thích với những người như vậy. Bởi vì mình chơi mình xuất phát từ cái lòng đam mê. Trước đây người ta mua hàng mấy chục cân hàng tạ phi điệp về, người ta sổ hoa để người ta gọi là để chơi những cái mặt cây, bây giờ lại nghe báo đài để đi nói về cái chuyện là những người chơi lan là những người không ra gì. Tôi nói thậm chí cả những cái đài báo chính thống các bạn nhé, đài báo chính thống, những người phóng viên người ta hiểu về lan hết sức là thiển cận các bạn ạ. Đấy, cho nên là cái cách chúng ta ứng xử với truyền thông như nào thì các bạn cũng phải cân nhắc, đặc biệt là những bạn mới chơi. Và có rất nhiều anh em mới vào kết bạn Zalo với mình bảo là anh ơi, dạo này báo chí nó nói nhiều như thế thì có ảnh hưởng gì không. Tôi nói là các em cứ yên tâm, mình chơi chân chính thì không việc gì hết anh em ạ. Chính những cái thông tin của những cái báo đài chính thống mà còn như thế thì những người mới chơi, người ta đã vào rồi thì người ta cảm thấy cái thông tin nó nhiễu loạn, người ta hoang mang, lo sợ là cái chuyện đương nhiên, đúng không ạ? Cho nên là cái bài này mình, nếu như những bạn nào đã đầu tư rồi, đã vào lan rồi nhé, thì cứ yên tâm mà chơi các bạn nhé. Còn cái chuyện báo đài thì chúng ta nghe thì nghe, chẳng nghe thôi, bởi vì họ cũng có biết gì đâu, đúng không? Những người viết báo là những người viết báo lan lừa đảo, là những người mà không hiểu gì về lan. Những cái lúc mà người ta đi cứu trợ hàng từ thiện hàng trăm tỷ đóng góp cho xã hội nhiều như thế, sao không thấy nói gì mà cứ có một vài vườn lừa đảo, một con sâu làm giàu nồi canh mà lại đi quy chụp tất cả những cái anh em chơi lan chân chính là những cái kẻ không ra cái gì, đúng không anh em? Cho nên là anh em cứ điếc hết đi nhá, cứ điếc đi. Đấy thôi, video dài rồi, xin chào mọi người và chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ nhé.